Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một bé Hello Kitty ôm bánh đón sinh nhật rất là xinh xắn. Mình có thể dùng làm quà tặng, dùng làm đồ trang trí cũng rất là xinh. Để làm một bé Hello Kitty ôm bánh đội mũ sinh nhật xinh xắn bằng len như thế này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một bé Hello Kitty sinh nhật bằng len mix cấp thông 125g. Mình sẽ dùng màu trắng, màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu vàng nhạt và màu xanh nước biển. Mình sẽ có mắt màu đen, mắt 6 mini này, sẽ có một sợi màu đen để mình trang trí thêm phần râu, bông để nhồi vào bên trong, bấm để cắt len, kim khâu, kim móc hai đầu, đầu 3 chấm và 4 chấm, và mình sẽ sử dụng cái đầu 3 chấm này. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần đầu màu trắng này. Mình sẽ tạo cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi bính. Trong vòng tròn ma thuật móc 6 mũi móc đơn. Xếp vòng tròn ma thuật nạ sang trên mũi kết hàng, lên mũi bính, lên hàng 2 móc 6 mũi tăng từ chân mũi trượt. Mũi tăng là mũi sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân, và hàng 2 này sẽ móc 2 mũi móc đơn chung chân cho đến khi hết hàng. Trần mũi kết hàng, nên mũi bính lên hàng 3. Hàng 3 sẽ móc từ chân mũi trượt một mũi móc đơn, một mũi tăng. Hàng 3 là mình sẽ tăng 6 mũi này, móc lặp lại một mũi đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng. Trần mũi kết hàng, nên mũi bính, nên hàng 4. Hàng 4 cũng sẽ tăng 6 mũi, móc từ chân mũi trượt một mũi đơn, một mũi tăng, móc 5 cụm 2 mũi móc đơn, một mũi tăng. Một mũi móc đơn cuối hàng sang chờ mũi kết hàng, nên mũi bính, nên hàng 5. Hàng 5 cũng sẽ tăng 6 mũi, móc từ chân mũi trượt 3 mũi móc đơn, một mũi tăng, móc lặp lại 3 mũi móc đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng.
đang chuẩn mũi kết hàng nên mũi bính, nên hàng là 6. Hàng 6 cũng tăng 6 mũi, móc từ chân mũi trượt 2 mũi móc đơn, 1 mũi tăng, móc 5 cụm 4 mũi móc đơn, 1 mũi tăng. Móc 2 mũi móc đơn cuối hàng. Hết hàng 6 mình có 36 mũi móc đơn. Sang trượt mũi lên mũi bính. Hay hàng 7. Hàng 7 móc từ chân mũi trượt 36 mũi móc đơn. Không tăng không giảm. Đang trần mũi kết hàng nên mũi bính, nên hàng 8. Hàng 8 móc từ chân mũi trượt 36 mũi móc đơn. Hết hàng 8 sang trượt mũi kết hàng nên mũi bính, nên hàng 9. Hàng 9 sẽ tăng 6 mũi, móc từ chân mũi trượt 5 mũi móc đơn, 1 mũi tăng, móc lặp lại 5 mũi móc đơn. Một mũi tăng cho đến khi hết hàng.
đang chuyển mỗi kết hàng lên mỗi bính, lên hàng 10. Hết hàng 9 mình có 42 mũi móc đơn, lên hàng 10 móc từ chân mũi trượt 42 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Đang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính, lên hàng 11. Hàng 11 móc từ chân mũi trượt 42 mũi móc đơn, đang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính, lên hàng 12. Hàng 12 sẽ giảm 6 mũi móc từ chân mũi trượt 5 mũi móc đơn, 1 mũi giảm, móc lặp lại 5 mũi móc đơn, 1 mũi giảm cho đến khi hết hàng. Đang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính, lên hàng 13. Hàng 13 cũng sẽ giảm 6 mũi móc từ chân mũi trượt 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm, móc 5 cụm 4 mũi móc đơn, 1 mũi giảm.